Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta đã có thì giờ để có những bài thánh ca trải lòng mình ra với Chúa. Tôn khích lệ quý ông bạn chị em, khi cảm xúc dâng trào thì thường là chúng ta không thể cầm được. Có người thì làm thơ, có người thì viết nhạc, có người không có khả năng làm thơ thì chép thơ của người khác để nói lên cái nỗi lòng của mình. Có đúng không ạ? Vì vậy mà thì giờ chúng ta đến với Chúa cũng giống như vậy thôi. Chúng ta muốn nói với Chúa nhiều lắm, bởi vì tình yêu của Chúa tràn ngập trong lòng của mình. Và nhiều khi chúng ta không phải là nhạc sĩ, không phải là thi sĩ, cho nên chúng ta mượn những giai điệu của những bài thánh ca, lời lẽ của những bài thánh ca để thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con yêu Ngài biết bao. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Cho nên đó là ý nghĩa của việc trong giờ thờ phượng chúng ta hát ca ngợi Chúa. Chúng ta cũng đã có thì giờ cầu nguyện, chúng ta đã có thì giờ dâng hiến tiền bạc để biểu lộ lòng trung thành của chúng ta với Đức Chúa Trời. Có ai là công dân tốt ở trong một quốc gia mà không đóng thuế không? Chắc chắn là không. Là công dân, chúng ta không nói ở đây tiền thuế đó sử dụng như thế nào, bởi vì thật ra có nhiều xã hội, có nhiều quốc gia sử dụng tiền thuế không chính đáng và đôi khi làm cho công dân cảm thấy không được khích lệ để đóng thuế. Nhưng mà chúng ta ở trong một vương quốc Đức Chúa Trời, Ngài là vương quốc công chính. Và chúng ta muốn bày tỏ lòng trung thành với vua, đó là lạy Chúa. Con muốn xưng nhận rằng con là một phần trong vương quốc của Ngài. Và vì vậy chúng ta dâng hiến, và chúng ta biết rằng sự dâng hiến thật ra Chúa không cần tiền của chúng ta đâu, nhưng mà là cơ hội để chúng ta biểu lộ tấm lòng của mình với Đức Chúa Trời. Và Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta, dầu ít dầu nhiều, chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ để cho chúng ta bị thiếu thốn. Và cảm ơn Chúa, thì giờ này chúng ta sẽ cùng học lời của Chúa, học lời của Chúa với nhau. Tôi muốn mời quý vị chúng ta hãy nhìn lên màn hình và chúng ta xem, đọc chung với nhau phần Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn thứ 13. Chỉ có mấy câu thôi. Quý vị có nhìn thấy không? Nếu không thì có thể mở Kinh Thánh ra, mở điện thoại của mình ra và chúng ta cùng đọc chung với nhau. Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Mỗi chúng ta kể từ giây phút tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta bước vào một vương quốc, đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta vẫn là công dân của Việt Nam, mang hộ chiếu của Việt Nam. Nhưng mà kể từ giây phút chúng ta mở lòng mình ra, thì ngay lập tức chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Giống như là ngày hôm nay có những Việt Kiều ở tại Mỹ, có những Việt Kiều ở tại Âu Châu, nhưng mà vẫn mang hai quốc tịch. Chúng ta hiểu điều đó rất là thông thường. Khi chúng ta sống ở trong lãnh thổ của một đất nước nào đó, chúng ta chịu ảnh hưởng, bị chi phối bởi vì chúng ta là công dân của đất nước đó. Và rồi, cái người có hai quốc tịch, thí dụ như ở Mỹ khi về Việt Nam, thì là chúng ta chịu chi phối bởi vì chúng ta là công dân của Việt Nam. Và buổi sáng hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý ông bạn chị em một cái nguyên tắc vô cùng quan trọng mà chính Chúa Giêsu đã nói: Nước thiên đàng giống như một hột cải. Nước thiên đàng là vương quốc của chúng ta. Đối với tôi đã bước vào vương quốc đó hơn 40 năm. Đối với nhiều người trong quý vị, có người chỉ mới đến và thuộc về vương quốc đó trong 1-2 tuần,
trong 6 tháng, trong một vài năm, trong 10 năm. Nhưng mà tất cả chúng ta, dù là người Việt Nam, chúng ta là công dân của Vương quốc Thiên Đàng. Chúng ta có muốn hiểu thêm về bản chất của Vương quốc đó không? Vâng, con trai của tôi khi qua Mỹ thì là sống một thời gian là thường trú nhân thôi. Nhưng mà sau đó thì phải học và đến một cái mức nào đó thì được thi quốc tịch. Và trong khi thi để nhận quốc tịch Hoa Kỳ đó thì phải chuẩn bị một số kiến thức cần thiết. Tại vì anh không thể làm công dân của đất nước này nếu anh không hiểu biết căn bản về đất nước mà anh sẽ làm công dân. Và tôi muốn nói, chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần mỗi ngày học để hiểu thêm về vương quốc mà chúng ta là một phần ở trong đó. Và chính Chúa Giê-xu, Ngài là vua của vương quốc đó. Ngài nói rằng nước thiên đàng giống như một hộp cải. Nó nhỏ bé lắm. Nhưng mà khi hộp cải đó đã được gieo xuống thì nó trở thành một loại cây. Ban đầu là một thứ rau, nhưng mà rồi nó lớn lên trở thành một loại cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên nhành nó. Bây giờ chúng ta hãy xem một cái video ngắn mà tôi đã làm trong khi tháng 3 vừa rồi chúng tôi đi qua bên xứ thánh là đất nước Israel. Và khi tôi đi đây đi đó thì tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì thấy là có một cái loại hoa màu vàng nó mọc rải rác ở khắp mọi nơi, ở chỗ nào cũng có. Và tôi nhớ đến lời của Chúa Giê-xu đã phán ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới đọc đó. Những ai đến xứ thánh vào mùa xuân không thể không để ý đến một loại hoa dại màu vàng có mặt ở khắp mọi nơi, trên triền đồi, giữa những bờ đá, dọc đường đi hay chung quanh hàng rào. Những chùm hoa nhỏ bé màu vàng rạng rỡ, đó chính là loại hoa từ những hạt cải. Chúa Giê-xu đã từng phán, vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo ngoài đồng. Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lại lớn nhất trong các loại rau và trở thành cây, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó. Chúng ta có thể học được điều gì? Chúa Giê-xu đã dùng những điều rất quen thuộc, gần gũi để mô tả vương quốc thiên đàng. Một Đức Chúa Trời tối cao, chủ tể cả vũ trụ, nhưng lại rất gần với chúng ta trong đời sống mỗi ngày. Thứ hai, dù nhỏ bé, tầm thường đến đâu, nhưng khi cuộc đời được trao vào tay Chúa, Ngài sẽ khiến nó trở nên đầy ý nghĩa, lớn lao. Như hạt cải nhỏ bé trở thành một cây lớn, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó. Nghe nói đến hạt cải thì đối với người Việt Nam thì chúng ta thấy là nó chỉ là một loại rau thôi, phải không? Và mặc dù là đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này từ khi còn nhỏ, nhưng mà tôi không thể tưởng tượng được làm sao mà cái cây cải mà to lớn đến nỗi chim trời đến làm tổ ở đó được. Đi lên trên vùng Tây Bắc thì chúng ta có cái loại cải mèo. Cái giống của nó to hơn một tí, nhưng mà cũng khó tưởng tượng. Do vậy, đến đất nước Palestine thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh này. Đây là những hạt cải bé tí thôi. Một nắm như vậy có rất nhiều hạt. Và bên này là một cái cây cải. Lạ vậy đó. Một cây nó to lớn như vậy, rất là to, vì vậy mà chim trời có thể đến làm tổ trên nhành nó. Điều mà tôi nhận xét đó, không phải là bất kỳ hạt cải nào cũng có thể cho ra cái cây như vậy đâu. Thường là nó mọc rải rác bên vệ đường, trên triền đồi, trên sườn núi, ở nhiều nơi khác nhau. Nhưng mà có những chỗ thì hạt cải này trở thành một cây rất lớn. Điều đó thật là ý nghĩa. Và tôi cầu nguyện để mỗi một người trong chúng ta khi đến với Chúa, chúng ta sẽ có đầy đức tin
chúng ta sẽ trở thành một cái cây to lớn như vậy, bởi vì đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng đây là ý định của Chúa, và khi chúng ta đến với Chúa thì là nước thiên đàng chúng ta thuộc về. Kể từ giây phút đó, chúng ta ở trong thân xác này, chúng ta là công dân của đất nước Việt Nam, nhưng mà trong đời sống của chúng ta đã có một bản chất mới, đó là bản chất của nước thiên đàng. Bắt đầu từ những gì rất là nhỏ bé, nhưng rồi nó sẽ trở thành một cây rất to lớn. Kinh Thánh cho chúng ta biết một số cái hình ảnh rất là cụ thể. Joseph là con của Jacob. Và chúng ta biết là Jacob có 12 người con. Joseph là người con út. Thường là người con út thì người ta không quan tâm, là con cưng, chẳng làm được việc gì, cho nên chuyện con trưởng thì tháo vát hơn, tài giỏi hơn, bởi vì thừa hưởng của người cha. Nhưng mà thường là con út đó, thì người ta không có coi trọng lắm. Và chúng ta biết là Joseph chỉ là một người con út thôi. Rồi một ngày kia, chàng trai này thấy một giấc mơ. Thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, chàng trai không hiểu, nhưng mà biết rằng tương lai của mình sẽ là một điều gì đó rất vĩ đại, rất lớn lao. Chàng trai này đã ôm ấp lấy giấc mơ đó, đã kể ra cho mọi người, bị ghen ghét. Rồi thời gian qua đi, thăng trầm, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và lạ lùng, chúng ta thấy về sau thì cái con người đó, chàng trai út đó, đã trở thành người đứng đầu trong cả đế quốc Ai Cập. Đế quốc Ai Cập thời đó đó, ở dưới sự cai trị của Pharaoh. Và chúng ta biết rằng Ai Cập đã từng trải qua một nền văn minh thật là tuyệt vời. Đến nỗi ngày hôm nay, những kim tự tháp, những công trình kiến trúc của Ai Cập, khoa học hiện đại vẫn chưa có thể khám phá được, vẫn chưa hiểu được. Vậy mà một chàng trai có thể nói rằng tầm thường vô cùng, ở một xứ thật là xa, đã trở nên vị trí thứ hai ở trong đế quốc đó. Đó chính là bằng chứng về việc khởi điểm của nước thiên đàng chỉ là một hạt cải rất nhỏ bé thôi. Nhưng mà chàng trai này ôm ấp lấy và rồi trở thành một cái cây lớn, đến nỗi tất cả các vương quốc ở trên thế gian lúc bấy giờ phải đến Ai Cập để mua lúa. Bởi vì chỉ có Ai Cập là có lương thực thôi, còn cả thế giới thời đó đã bị đói. Thưa quý ông bạn chị em, tôi tin rằng mỗi một lần chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta chìm ngập trong sự thờ phượng Chúa, lòng của quý vị cảm thấy một điều gì đó rộn rã trong lòng. Có đúng không ạ? Chúng ta không hiểu đó là điều gì, nhưng mà có một cái gì đó vui lắm. Có một cái gì đó báo rằng chúng ta có một tương lai thật là tuyệt vời, báo rằng sự bình an không còn lo lắng như trước nữa. Tôi tin rằng quý vị ngày chưa đến với Chúa đó, có nhiều khi ngồi trong bàn nhậu hay là đi phê ma túy thì lúc đó cảm thấy quên hết sự đời, cảm thấy vui một chút, hạnh phúc một chút. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cái giây phút về nhà thôi, chỉ cần nghĩ đến trở lại cái đời sống thường thôi thì đã đầy lo lắng rồi. Nó khác, ngày hôm nay khi chúng ta đến với Chúa, trong giây phút thờ phượng Chúa, có một cái gì đó rộn rã trong lòng, mình không hiểu được đó là điều gì, nhưng mà sao mà vui, sao mà báo hiệu một tương lai thật là tuyệt vời. Tôi muốn thưa với ông bạn chị em, bài học của Joseph là như vậy đó. Nhiều người không tin, nghĩ rằng mình làm sao có được một cái tương lai rạng rỡ đó. Mình chỉ là một đứa con út thôi, mình chỉ là một bộ tộc ở nơi xa xôi hẻo lánh, làm sao mà có được một tương lai rạng rỡ như vậy. Nhưng mà đối với Joseph thì Joseph tin, Joseph nắm lấy, Joseph ôm ấp lấy, và điều đó trở thành sự thật cho cuộc đời của ông. Tôi biết mỗi lần chúng ta gần gũi với Chúa trong sự cầu nguyện riêng tư, ở trong giờ thờ phượng, Chúa có nhắn nhủ với lòng của chúng ta. Chúng ta cảm thấy tình yêu của Chúa bao phủ,
Chúng ta nghĩ đến tương lai, mình không còn sợ hãi nữa, không còn lo lắng như trước nữa. Đó là thật. Hãy cảm ơn Chúa. Hãy thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con yêu Ngài. Con cảm ơn Chúa bởi vì đây là điều mà Ngài nhắn nhủ với con chưa hiểu tương lai là gì, con chưa hiểu nan đề của con sẽ được giải quyết cách nào, nhưng mà Chúa ơi, những gì Ngài gieo vào trong lòng của con, ở trong sự hiện diện của Chúa là thật, và con muốn nắm lấy, con muốn nó được tăng trưởng ở trong linh hồn của con. Ở đây ai trong chúng ta biết một người khác có tên là Môi-se? Môi-se, đọc sách Xuất Ai Cập Ký, chúng ta sẽ nghe nhắc đến Môi-se. Chúng ta biết là Môi-se đó được sinh ra ở trong một cái thời mà vô cùng bất hạnh. Bởi vì trước khi Môi-se được sinh ra đời thì đã có một cái lệnh từ Pharaon là hoàng đế Ai Cập, đó là tất cả những bé trai phải bị giết chết, chỉ cho bé gái sống thôi. Và lúc bấy giờ thì là Môi-se đã lớn ở trong bụng mẹ rồi, sắp sửa ra đời. Kinh Thánh nói cho biết là mẹ của Môi-se thấy con không nỡ giết, cho nên lấy một cái rương bằng mây, rồi trét nhựa chai vào, rồi bỏ đứa con trai của mình ở trong cái rương mây đó, rồi thả ở trên sông Ninh. Nếu chúng ta ra đời trong cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta sẽ thấy mình bất hạnh. Chúng ta sẽ thấy mình, sao mà tôi lại chọn để ra đời trong cái giai đoạn này? Giống như là có một cái người nói rằng, tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu. Có ai đã từng than thở như vậy về mình không? Chúng ta nhìn, chúng ta nói, ước gì gia đình của tôi giàu có, ước gì tôi sinh ra đời ở trong những gia đình quyền quý hơn. Tại sao tôi lại bắt đầu cuộc đời của mình ở trong gia đình quá nghèo khổ như vậy? Môi-se là như vậy đó. Nhưng mà chúng ta thấy điều gì? Chúa không có quan tâm lúc bấy giờ Môi-se ở trong hoàn cảnh như thế nào. Đứa bé được bỏ trên dòng sông Ninh, sau đó thì công chúa Pharaon đi tắm, nhìn thấy một cái rương mây, lại xem, mở ra, thấy một đứa bé ngộ nghĩnh, thế là quyết định đem cậu bé này về làm con nuôi. Cảm ơn Chúa. Khi công chúa Pharaon đem Môi-se về làm con nuôi, thì chúng ta cũng học được một điều. Lệnh của vua là tất cả bé trai người Hebrew phải bị giết chết. Nhưng mà khi con gái của vua đem cái cậu bé trai này về, thì là được miễn trừ cái lệnh đó. Điều này đó, chúng ta hãy suy nghĩ như thế này nè. Đức Chúa Trời có những quy luật dành cho con người, có những quy luật dành cho thiên nhiên. Thí dụ như là một người thì là đau ốm, bệnh tật, bị ung thư là phải chết. Hay là theo quy luật của tự nhiên đó là nước bốc hơi bay lên tạo thành mây, mây gặp lạnh rơi xuống tạo thành mưa. Đó là quy luật muôn đời mà Đức Chúa Trời đã đặt để quản trị, để điều hành thế giới này. Nhưng mà chúng ta biết, Chúa là đấng cũng có thể miễn trừ cái luật đó cho một con người, cho một hoàn cảnh. Chúng ta có biết được điều đó không? Rõ ràng là trong Kinh Thánh đó, Pharaon đã truyền lệnh rằng tất cả những bé trai người Do Thái phải bị giết chết, không được để cho sống. Nhưng mà bây giờ, con gái của hoàng đế đem một đứa bé trai người Do Thái về. Lúc bây giờ lại được sống, lại được nuôi dạy ở trong hoàng cung, được hưởng mọi điều tốt lành nhất ở trong hoàng cung. Suy nghĩ đến điều này, ông bạn chị em ơi, trong đời sống của chúng ta mỗi ngày, có khi mình đối diện với những nan đề, với những khúc mắc. Thí dụ như một người vào bệnh viện, tự nhiên bác sĩ cho biết rằng bà bị bệnh ung thư rồi, ông đã bị một khối u trong phổi rồi, không thể sống được đâu. Về có gì thì hưởng đi, bởi vì chắc là chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Chúng ta nghe cái kết quả như vậy và tự nhiên bủng rủng tay chân hết, và nói thôi chết rồi, bác sĩ mà đã nói như vậy, giấy tờ đàng hoàng đây nè, kết quả siêu âm đây nè, không thể thoát được. Và nhiều khi chúng ta không còn tin cậy Chúa nữa,
không dám cầu nguyện. Đến với hội thánh nói, cầu nguyện đi, hãy hiệp lại cầu nguyện đi. Thì tự chúng ta nói, không, bác sĩ đã tuyên bố như vậy rồi, còn cầu nguyện gì nữa. Nhưng mà lúc đó hãy nhớ rằng, cha của chúng ta là Đức Chúa Trời, và chúng ta là con trai, con gái của Ngài. Quy luật đó có thể áp dụng với tất cả con người, nhưng mà tôi là con trai, con gái của Ngài. Chúa có thể miễn trừ quy luật đó, bởi vì tôi tin cậy nơi Ngài. Rõ ràng, chúng ta đã kinh nghiệm điều đó rất nhiều, đúng không quý vị? Bởi vì chúng ta là con trai, con gái. Trong câu chuyện của Môi-se là như vậy. Lẽ ra là Môi-se phải bị chết rồi. Nhưng mà vì con gái của Pharaoh, cho nên Pharaoh không áp dụng cái quy luật đó đối với con gái của mình. Cảm ơn Chúa. Nhiều khi chúng ta buông xuôi trước khi mình đối diện với nan đề. Chúng ta không hợp tác với Chúa bởi vì không có đủ lòng tin cậy Ngài. Chúng ta không biết rằng cha của chúng ta yêu chúng ta đến nỗi khi chúng ta cầu nguyện với cả lòng chân thành, Chúa có thể nói rằng, được rồi, cái quy luật này ngay bây giờ ta miễn trừ đối với con. Và con sẽ không bị chết vì ung thư. Con sẽ được sống. Quý vị có biết là có biết bao nhiêu đầy tớ của Chúa đó, họ có đức tin đến nỗi sắp sửa có một buổi truyền giảng, mây kéo đến, đài khí tượng báo rằng tối hôm nay sẽ có mưa rất lớn. Nhưng mà vì có họ hiểu biết cha ở trên trời, họ đầy đức tin, cho nên họ nhân danh Chúa Giê-xu, con cầu nguyện để tối hôm nay Ngài ngưng cơn mưa. Chúng ta thấy không? Quy luật, nước bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh, chuẩn bị đêm nay rơi xuống tạo thành mưa. Nhưng mà vì có lời cầu nguyện của con trai, con gái của Đức Chúa Trời, Ngài nói, được rồi, không sao con. Giống như trường hợp của công chúa Pharaoh, đem cái chàng trai trẻ, Môi-se, cái đứa bé sơ sinh đó về. Người cha cười và nói rằng, thôi được rồi, cha thương con, và vì có yêu cầu của con cứ làm điều con muốn đi. Trở lại với điều mà tôi muốn nói, chúng ta biết không, Môi-se ra đời, ở trong một cái hoàn cảnh vô cùng tệ hại, ở trong một giai đoạn mà không ai muốn cả. Nhưng rồi điều gì đã xảy ra? 80 năm sau, ông đã được đặt trong tay của Đức Chúa Trời. Ông đã trở thành một người dẫn dắt dân sự của Chúa và là lãnh tụ của dân Israel. Buổi sáng hôm nay, tôi muốn thưa với quý vị, đó chính là bản chất của nước thiên đàng. Nhiều khi chúng ta coi thường những điều rất là nhỏ bé, nghĩ rằng thân phận của tôi sẽ chẳng làm được gì, tình trạng của tôi tệ hại như thế này, chắc chắn là không có tương lai đâu. Nhưng mà hãy nhớ rằng, vì có chúng ta mang lấy bản chất của nước thiên đàng. Khởi đầu chỉ là một hạt cải rất nhỏ thôi. Nhưng mà về sau, nó sẽ trở thành một cây lớn, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên nhánh nó. Cảm ơn Chúa. Rất là tình cờ, vì tôi được có mặt ở đây với quý vị trong tuần lễ này. Và tôi được biết là tuần trước, khi các đại biểu của Hội Thánh ACGN tham dự đại hội đồng của Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo về, thì cũng đã làm chứng, đã tường thuật lại một phần nào về đại hội đồng lần thứ nhất của chúng ta được tổ chức sau 26 năm. Tôi muốn làm chứng với quý vị thế này. Tôi sinh ra và là con trưởng trong gia đình của một mục sư ở trong miền Nam Việt Nam. Năm 1975 đó, thì đất nước của chúng ta được thống nhất. Và 2 năm sau thì bố tôi đang quản nhiệm một cái nhà thờ Tin Lành ở tại Ban Mê Thuộc, ở tại Đắk Lắk. Lúc đó thì tình hình người dân tộc, người ta nổi loạn, cho nên có những cái trận phục kích. Và sau mỗi cái trận đánh như vậy đó, thì là bộ đội khám phá ra rằng ở trong doanh trại có kinh thánh, có thánh ca của những người Tin Lành. Thế là nhiều người đồng hóa là như vậy là Tin Lành là rất nguy hiểm bởi vì có thể chống phá cách mạng. Vì vậy mà ở tại Đắk Lắk đó thì nhà nước lần lượt đóng cửa các nhà thờ Tin Lành. Và bố tôi là mục sư, cho nên vào một đêm kia thì tôi mới có 17 tuổi thôi. Tôi đang ngủ rất ngon giấc thì mẹ đánh thức tôi dậy và nói rằng dậy, người ta bắt ba rồi. Lúc bây giờ thì tôi đang cái tuổi dễ ăn dễ ngủ. Nhưng mà khi tôi thức dậy đó, thì là tôi nhìn ra cửa sổ, tôi thấy ở bên ngoài thì là
bộ đội công an gác đầy hết. Và má tôi kể là người ta đã vào đọc lệnh và ba tôi đã bị bắt đi rồi. Đêm hôm đó thì thật là kinh khủng. Chúng tôi tìm cách lấy những băng cassette, những hình ảnh của gia đình, bởi vì cái gì cũng sợ hết, giấu. Nhưng mà đâu có giấu được đâu. Sáng hôm sau đó thì là công an họ trở lại với một cái chiếc xe tải Molotov, và rồi họ đọc lệnh tất cả những gì đó thuộc về gia đình thì cho phép để lại, còn tài sản của hội thánh thì là tịch thu hết. Thế là kể từ lúc đó, 17 tuổi, tôi bị đưa ra khỏi nhà. Ba tôi thì ở trong trại tập trung cải tạo. Mẹ tôi lúc bấy giờ đang mang thai đứa em thứ 6. Tôi có tới 5 người em và tôi là con trai lớn. Cái hoàn cảnh lúc bấy giờ thật là bi đát. Chúng ta biết năm 1977, sắp sửa bước vào thời kỳ bao cấp đó. Kinh khủng lắm, thiếu thốn lắm. Sau một vài tuần thì chúng tôi bàn với nhau là má không thể sống như vậy được. Trong khi chuẩn bị sanh đứa em út của chúng tôi, thì má quyết định là thôi được rồi, má sẽ vào trong miền Nam để tá túc nhà của ông bà ngoại. Và tôi nói rằng cho con ở lại bởi vì con muốn học cho xong trung học. Lúc bấy giờ tôi vừa mới xong lớp 11 thôi. Và quý vị biết là sau khi học xong 11 thì tôi tá túc nhà của một người bạn, tiếp tục học lớp 12. Học xong 12 rồi đó thì bạn bè tôi được vào đại học, đi xin việc làm vào trung cấp. Còn tôi không làm được một việc gì cả. Bởi vì quý vị biết lúc bấy giờ đó là gia đình hay là lý lịch của một người mà có dính dáng với một người đang học tập cải tạo thì không có làm được gì đâu. Thậm chí xin làm một dân bảo vệ cũng không được. Và tôi 18 tuổi bắt đầu cuộc đời vô cùng buồn bã. Quý vị biết là lúc bấy giờ đó thì ở trong miền Nam người ta đòi buộc là mỗi một hộ gia đình một năm thì phải có đi lao động 20 ngày. 20 ngày. Và nhiều gia đình ở trong thành phố Buôn Mê Thuột lúc bấy giờ đó thì họ khá giả, cho nên đó, họ không có đi lao động và họ thuê người đi thay cho họ. Thì tôi 18 tuổi, tôi nhận để đi vào trong cái vùng kinh tế mới, đi khai hoang và thay cho những cái hộ gia đình liên tục như vậy. Các bạn tưởng tượng là con của một mục sư vừa xong lớp 12, thư sinh, trai trẻ, và bắt đầu như vậy thì tôi cảm thấy cuộc đời của mình không còn một cái hy vọng nào cả. Tôi trở nên nghiện ngập, tôi trở nên buồn bã, nghĩ đến tương lai. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình chết có lẽ còn sướng hơn. Cảm ơn Chúa, nhiều năm sau đó, đến lúc tôi được 23 tuổi, một ngày kia tôi đang đi trên đường, thì tự nhiên Chúa nhắc cho tôi một câu kinh thánh: còn nếu ai xưng tội mình thì Chúa là thành tín công bình để tha tội và làm cho con sạch hết mọi điều gian ác. Quý vị biết là ba tôi là mục sư, cho nên các con là bắt buộc mỗi một buổi tối phải ngồi lại đọc kinh thánh cầu nguyện. Nhưng mà khi ba tôi ở tù rồi đó thì quyển kinh thánh đó cất ở dưới đáy vali đó. Lâu lâu mới lôi ra một lần. Và trong khi buồn bã, trong khi nhậu nhẹt để quên đời, trong khi nghĩ về tương lai mù mịt như vậy thì tôi thật là đau khổ. Nhưng mà đến năm 23 tuổi, lúc tôi đi trên đường thì tôi nhớ đến cái câu kinh thánh: nếu con xưng tội mình thì Chúa sẽ tha. Tôi biết cái câu đó nhiều, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái câu này là dành cho người không tin Chúa kìa. Còn mình là con của một mục sư, nó không phải dành cho mình. Nhưng mà ngay lúc bây giờ Thánh Linh nhắc nhở rằng đúng, con đã oán trách Chúa nhiều lần. Con đã trở thành một người nghiện rượu, nghiện thuốc lào, nghiện thuốc lá. Con đã trở nên một người đó không bao giờ biết cảm tạ Chúa, oán trách Đức Chúa Trời, cay đắng, sống ở trong hận thù. Hận thù cha mẹ. Tại sao cha mẹ mình lại đi làm mục sư? Đến nỗi bây giờ rơi vào cái hoàn cảnh này, con cái không có cái gì cả. Và lúc bây giờ tôi bắt đầu xưng ra với Chúa: Chúa ơi xin tha thứ cho con. Tôi xưng ra những cay đắng, những lỗi lầm của mình với Chúa. Và quý vị biết không, đang đi trên đường thì tôi không thể cầm được nước mắt. Có một cái sự bình an tràn ngập vào trong lòng. Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết rằng Chúa đã tha thứ cho tôi và tôi làm con của Ngài. Ba tôi vẫn muốn tôi lớn lên làm mục sư, nhưng mà
Tôi không dám nói ra với ông, nhưng mà trong lòng của tôi nói, con chẳng bao giờ muốn làm mục sư đâu. Làm mục sư khổ như ba, tôi không muốn. Nhưng mà quý vị biết không, ngay khi tình yêu của Chúa đổ vào trong lòng, thì tôi khóc, tôi không cầm được nước mắt. Và tôi nói rằng, Chúa ơi, xin hãy dùng con xin dâng cuộc đời của con để phục vụ Ngài. Thật ra, nói thì dễ, nhưng mà cam go lắm. Bởi vì trong tâm trí của tất cả mọi người lúc bấy giờ, mọi con cái của Chúa lúc bấy giờ đó, muốn hầu việc Chúa, không phải là có hội thánh tư gia như chúng ta đâu. Muốn hầu việc Chúa là phải đăng ký vào trường Thinh Kinh Thánh, mà trường Kinh Thánh thì đã đóng cửa mất rồi. Làm sao để hầu việc Chúa đây? Nhưng mà vì quá yêu Chúa, vì tình yêu của Ngài quá lớn đối với tôi lúc đó, và tôi chỉ nói rằng, lạy Chúa, xin hãy dùng cuộc đời của con. Chuyện dài sau đó, nhưng mà quý vị biết, năm 1983, tức là 40 năm đã trôi qua rồi. Cảm ơn Chúa, sau đó tôi dời từ Bán Mê Thuột về thành phố Hồ Chí Minh, tôi bắt đầu học được cái nghề sửa đồng hồ. Buổi sáng, tôi đi làm nghề sửa đồng hồ. Có người giới thiệu cho tôi một cái bà bán cơm ở vỉa hè, và tôi nhớ rõ là một tháng 60.000. Cứ bữa buổi trưa đến thì bà bới cho tôi một cái dĩa cơm, có một ít rau muống, có một nửa quả trứng úp lên đó. Rồi ăn xong, trở lại chỗ làm, buổi chiều cũng vậy. Nhưng mà sau cái giờ làm đó, thì tôi tìm cách, tôi đi thăm người này, thăm người kia, nói với họ về Chúa, và vui lắm. Có những cái đợt bắp tem tôi đem về, 25-30 người làm bắp tem. Cảm ơn Chúa, 40 năm đã trôi qua. Và rồi, chúng ta biết, vào cuối tháng vừa rồi, sau 26 năm, thì Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo Việt Nam chính thức được nhà nước chấp thuận tổ chức đại hội đồng lần thứ nhất. Khi tôi nhìn lại, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo Việt Nam trong 26 năm, trong hơn 30 năm qua, đã đưa dắt về với Chúa, tôi nói không dưới 200.000 người. Có đúng như vậy không? Mặc dù bây giờ chúng ta ngồi đây với số người như thế này, nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong những đợt truyền giảng Giáng sinh, trong những dịp Trung Thu, trong nhiều dịp khác nhau, đã có hàng trăm con người mở miệng ra và nói rằng, lạy Chúa, con nhận Chúa làm đấng cứu thế của mình. Trong 26 năm qua, không dưới 200.000 người đã được đưa về với Chúa. Dĩ nhiên là tất cả mọi điều đó không phải từ một mình tôi đâu. Chúa đem nhiều anh em khác đến cùng cộng sự, và tôi chỉ là một phần trong đó thôi. Nhưng mà tôi nhớ lại, 40 năm trước chỉ là một cái lời thổn thức ở trong lòng. Lạy Chúa, con muốn được sống cho Ngài. Xin hãy dùng con, xin hãy dùng con. Tôi không thể nhìn thấy được. 40 năm trước, tôi không thể nhìn thấy được một ngày kia tôi được làm mục sư, một ngày kia tôi lại được phục vụ Chúa ở trong 36 tỉnh thành, một ngày kia tôi được ở giữa bầy chiên hàng ngàn con người khác nhau từ miền Nam đến miền Bắc. 40 năm trước tôi không thể hình dung như vậy. Lúc bây giờ chỉ đơn sơ mà nói rằng, Chúa ơi, tình yêu của Ngài đối với con quá lớn, và con chỉ muốn sống cho Ngài, chỉ muốn sống cho Ngài. Ông bà anh chị em ơi, buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị, Chúa, bản chất của nước thiên đàng. Thường chúng ta nghĩ rằng phải làm cái gì đó vĩ đại, lớn lao mới là đến từ Chúa. Nhưng không, bắt đầu bằng hạt cải vô cùng nhỏ bé. Nếu trong khi chúng ta thờ phượng Chúa, nếu trong khi chúng ta bước đi theo Chúa, trong lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa nhắn nhủ trong lòng của chúng ta một điều gì đó, Chúa hứa với chúng ta một lời hứa nào đó, dù là điều đó vô cùng nhỏ bé. Nhưng hãy nhớ rằng, nước thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo xuống đất, về sau trở thành một cái cây lớn, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên nhành nó. Đến tuổi này thì tôi hiểu rồi. Ngày xưa còn trẻ, tôi chỉ thích làm những chuyện gì lớn, bởi vì nghĩ rằng phải lớn lao thì nó mới có ý nghĩa. Nhưng mà bây giờ tuổi đời càng chồng chất thì tôi hiểu rằng những việc rất nhỏ thôi, nhưng nếu Chúa hướng dẫn chúng ta, nếu Chúa đưa chúng ta vào, điều đó sẽ vô cùng
lớn lao trong nước của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, quý vị biết là năm 2021, trong cái đợt dịch mà cả thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa suốt 3 tháng đó, thì lúc bây giờ Chúa cảm động lòng của tôi nghe một tiếng kêu cứu của một công nhân, nghe lời nhắn: mục sư ơi, con của con mới vừa sinh ra được có 3 ngày tuổi thôi, mà bây giờ mẹ nó phải bị đưa vào bệnh viện dã chiến rồi, nó không có sữa, mục sư có cách nào giúp được không? Tôi phải nhờ người đi tìm, mua một thùng sữa cho bé 1 tuần tuổi. Lúc bây giờ mắc vô cùng, 1,5 triệu một thùng sữa như vậy. Nhưng mà tôi nói rằng, được rồi, mua cho cháu 2 thùng sữa đi. Bởi vì không thể một cuộc đời mình đâu có gặp lại cái đứa bé này lần nữa đâu. Đây là cơ hội duy nhất trong cả cuộc đời. Mặc dù tôi không biết đứa bé đó là ai, không biết ba mẹ của chúng nó là ai. Nhưng mà 2 lần như vậy, với những đứa bé khác nhau, và Chúa đặt trong lòng của tôi nói rằng, không sao, từ những việc rất nhỏ, nhưng mà bản chất của nước thiên đàng, không phải từ những việc lớn lao đâu, bắt đầu từ những việc rất nhỏ bé. Buổi sáng hôm nay tôi có cơ hội có mặt ở đây, và nhân vì chúng ta vừa mới trải qua lần thứ nhất đại hội đồng của cả giáo hội, tôi muốn mạnh dạn làm chứng rằng, chúng ta là công dân của nước thiên đàng. Nhiều khi chúng ta nghĩ, Chúa ơi, dâng một món tiền nhỏ đâu có làm được gì đâu, và chúng ta bị cám dỗ để không dâng. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, ô, một cái việc rất nhỏ, trong khi đó mục sư Trung làm những việc lớn lao mà mình làm việc quá nhỏ, có ích lợi gì, và chúng ta thường bị cám dỗ để không sẵn sàng bắt tay vào. Joseph, Môi-se, David, những thánh đồ thường khởi đầu vô cùng nhỏ bé. Cuộc đời của tôi, của nhiều anh em tôi cũng vậy. Ngày xưa chúng ta không thể tưởng tượng được là cuộc đời của một con nghiện bỏ đi rồi. Nhưng mà với một cái mảnh vỡ rất nhỏ đó, khi đặt trong tay của Chúa, vì cớ mang bản chất của nước thiên đàng, chúng ta sẽ thấy những điều lớn lao lắm sẽ được thực hiện. Đó là bây giờ trên đất chúng ta cũng thấy, nhưng mà một ngày kia khi chúng ta bước vào trong nước của Chúa, chúng ta sẽ thấy sững sờ ngạc nhiên. Bởi vì Chúa ơi, ngày đó con làm một việc rất nhỏ. Ngày đó Thánh Linh của Chúa cảm động con chỉ là một lời cầu nguyện rất nhỏ thôi, chỉ là một lời khuyên khích lệ rất tầm thường thôi. Vậy mà bây giờ công việc lại lớn lao đến như vậy sao? Và Chúa nói, con không hiểu sao? Ta đã từng dạy rồi, nước thiên đàng giống như một hạt cải, nhưng nó trở thành một cây lớn đến nỗi chim trời. Và tôi thật tha thiết, khích lệ, kêu gọi quý ông bà anh chị em, hãy bắt đầu với những gì rất nhỏ bé, rất tầm thường. Bởi vì Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta biết xa hơn những gì chúng ta không biết. Thánh Linh của Chúa trong chúng ta biết điều 10 năm, 100 năm nữa mà tâm trí này không thể biết được. Và chúng ta được Thánh Linh của Ngài dẫn dắt để sống mỗi ngày. Và chúng ta sẵn sàng trở thành một công cụ trong tay của Ngài. Như quý vị đã biết là ở trong nhà của chúng tôi hiện nay đó, có 41 cháu người Hờ Mông. Một số thì đến từ Sơn La, một số thì đến từ Lai Châu, từ Sa Pa, từ Đắk Nông. Và quý vị tưởng tượng là ở chung trong nhà tôi thì tôi thích yên tĩnh, tôi là rất nhạy với tiếng ồn. Mà 41 đứa từ 8 tuổi cho đến 19 tuổi nhiều lúc chịu không nổi. Và thậm chí đó, cách đây 2 tuần là chúng tôi đã quyết định là gọi người bố xuống để đưa bớt mấy cháu về. Và người bố đã đi xuống rồi, bay xuống thành phố rồi. Nhưng mà trước đó thì mấy cháu đến và nói rằng, bố ơi, bố cho con ở lại được không? Không nỡ. Và thôi, người bố xuống rồi thôi. Thôi được rồi, cho bố về không đi. Mục sư đã nghĩ lại rồi. Không nỡ bỏ một đứa nào. Và thật ra, tôi đã trải qua, ngày xưa, nếu ngày xưa chúng ta nhìn Mục sư Thế Trung, nhìn thầy Hải, chúng ta không nghĩ rằng một ngày kia những con người nghiện ngập có thể làm được nhiều gì đâu.
Ngày xưa đó quý vị nhìn bộ dạng của tôi, nhìn thân phận của tôi, nhìn tương lai mù mịt của tôi, đứa con của một người cha đang ở trong trại tập trung cải tạo, có nghĩ rằng sẽ làm được gì đâu. Và bây giờ, cảm ơn Chúa, khi tôi lên làng, tôi nhìn thấy một đứa bé dù là lem lút, dù là chẳng ra gì, nhưng mà cảm ơn Chúa có thể thấy được hạt giống của Chúa ở trong đó, bởi vì nó là một phần của nước thiên đàng. Và tôi muốn mời quý vị hãy xem, không biết là có thể chiếu cho một số cái video lúc nãy lên một chút xíu được không ạ? Yeah. Chúng ta hãy xem một vài hình ảnh ở đây để chúng ta có thể thấy. Chỉ một đoạn ngắn thôi, để thấy rằng tôi đã học rất nhiều, để thấy nếu chúng ta chỉ nhìn hiện tại của một người, chúng ta sẽ không phải là công dân trong vương quốc thiên đàng. Nếu chúng ta chỉ nhìn thực tế của mình, chúng ta sẽ không có một chút hy vọng nào. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã nói rất rõ, nước thiên đàng giống như một hạt cải nhỏ tí. Người kia gieo trong ruộng mình, hạt đó trở nên một thứ rau, trở nên một cái cây to lớn, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên nhành nó. Thân bạc quyến thuộc của chúng ta chưa có Chúa, có thể họ không hiểu đâu. Họ nói, mày chẳng ra gì đâu. Người ta đi làm, kiếm một tháng biết bao nhiêu tiền, mày không có ra gì đâu. Điều đó là tự nhiên thôi. Ma quỷ nó cũng chế giễu chúng ta nữa. Nó nói, anh cứ thất bại lên xuống như thế này, cuộc đời anh chẳng ra gì đâu. Nhưng mà một lần nữa, tôi đến với quý vị hôm nay để nói rằng, chúng ta là công dân của nước thiên đàng. Bản chất của vương quốc đó có ở trong cuộc đời của chúng ta, ở trong máu thịt của chúng ta. Nước thiên đàng giống như một hạt cải. Người ta gieo xuống đất, trở thành một thứ rau, trở thành một cái cây to lớn. To lớn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả mỗi một người trong chúng ta. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.